Yakult làm giảm các vi khuẩn có hại trong đường ruột cho cả nhà khỏe mạnh. Yakult. Yakult làm giảm các vi khuẩn có hại trong đường ruột cho cả nhà khỏe mạnh. Yakult. Rồi, chào hai con. Lâu lắm mới gặp chú. Rồi, cảm ơn con nha. Dạ, thì con tên là Nữ á chú. Thì lần trước là con cũng có ghé chào chú. Lần đầu tiên con đi bán á, con có ghé qua con chào chú. Thì hôm nay là con kiểu như là con dẫn một cái chuyện mới. Dạ, à, đây ha, là cô này ha. Dạ, chị đã tên là Thắm. À, rồi, rồi. À, sau này là chị này sẽ là người trực tiếp đi bán sữa khu vực này luôn á chú. À. Có gì chú để giúp đỡ giúp cho chú. Rồi, chú dạ. Sẽ... giúp đỡ con. Dạ. Dạ. Giờ này là mình ăn cơm chưa rồi chưa chú? Chưa. Giờ này chưa con. Chú dạ. Ở đây chú ăn vô trình lắm. Dạ. Vậy là con sẽ đi tuyến nào con? Bây giờ. Dạ này. Thì bây giờ là con vẫn còn trong trước mắt á là trong mấy tuần này thì con vẫn đi hỗ trợ chị Thắm. À. Sau khi mà chị đã cứu rồi chị đã có thể quen với công việc cũng như là công việc á thì con sẽ con vẫn về bằng công việc Yakult thôi nhưng mà lâu lâu con vẫn đi với chị mà chứ không phải là con đi luôn. Còn còn mấy bạn kỳ trước mà đi cùng với con đó. Mấy bạn kỳ trước đi với con á là bây giờ là chuyển công tác về Cần Thơ rồi. Thôi bây giờ gì nè chú hỏi coi như từ ngày giờ mà con đi trên cái tuyến đường của phường Phú Trinh này á thì thì con có là bán được nhiều sữa Yakult hay không? Dạ thì sau một năm đi làm Yakult đi á thì cái công việc của con thì nó ổn định, khách hàng thường xuyên cũng vẫn có, nó vẫn tốt, vẫn bình thường. Nói chung là khi mà khách đã quen với công việc của tụi con, đã quen với Yakult rồi á thì tụi ghé cũng được mua hết. Được mua hết luôn ha. À vậy từ ngày giờ sắp được kim cương nào chưa? Học kim con cương nào chưa? Kim cương thì chắc hơi lâu á chú. Chưa. Kim cương thì chắc hơi căng nhưng mà kiểu như thu nhập ổn định thì sẽ là có rồi đó chú. Dạ. Vậy là chú mừng cho con. Dạ rồi, cảm ơn chú. À, thì hôm nay gặp để chào tạm biệt chú trước chứ về bữa đôi khi ghé qua sợ không gặp được chú. À, dạ. Thì đó là chú thấy con đi lại lại mà nhưng mà mỗi người mỗi công việc á cho nên nhiều khi chú cũng muốn gọi con vô hỏi thăm tình hình sức khỏe là một cái thứ hai nữa là buôn bán cái sữa này trên cái tuyến đường này thì có được người ta là chiêu mộ hay không đó mà chú sợ con bận công việc đó. Nói chung thì hồi xưa tụi mình có mới kéo thì có nhiều khách không để ý nhưng mà bây giờ chỉ cần con kéo ngang nếu mà khách có tự muốn sử dụng thì con tự động nói chung là khách đã quen với công việc của tụi con rồi quen với cái việc mà dùng chị cha cô lady kéo cái xe sữa đi ngoài đường luôn. Bữa nay giá của lady rất là phổ biến rồi chú. À, giờ cái hình chụp ở lúc nào mà còn đẹp nè. Dạ hình mới chụp. Mới ha. Mới chụp. Ha. Dạ hình cũ thì có đi rồi. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ là theo con tên gì quên rồi. Dạ con tên Thắm. À Thắm ha. Bây giờ khi mà nhận công việc ở đây thì từ trước giờ là con đã quen ở đâu rồi? Dạ, con ở nhà nội trợ. Ở nhà nội trợ ha. Vậy là bước đầu tiên vạn sự khởi đầu nan. Dạ. Vậy là chú cũng mong muốn rằng là khi con tiếp nhận trên cái tuyến đường này thì con cũng cố gắng là qua sự hướng dẫn của bạn trước là hướng dẫn cho mình thì mình cố gắng là mình tiếp thu mình học hỏi tất cả những vấn đề gì kinh nghiệm mà trên cái chặng đường mà mình đi vào bước vào cái sự nghiệp đầu đời của mình mặc dù nó không có gì nó khó nhưng khó hay dễ là bản thân mình chịu khó học tập và kiên trì nhẫn nại trong cái công việc của mình thôi đó cho nên là chú cũng cầu mong rằng là khi con tiếp nhận trên cái tuyến đường này và cũng cố gắng làm sao vượt lên cái sự khó khăn bước đầu rồi sau này mình sẽ nở nụ cười tươi hơn bây giờ hơn đúng không đó thì chú cũng chúc con và chú cũng muốn con cũng có những cái tâm tư gì suy nghĩ khi bước vào nghề. Dạ con cũng mong muốn là sẽ bán được nhiều sữa hơn và muốn được khách hàng sẽ ủng hộ mình nhiều. À, nghĩa là cái điều mà ai cũng mong muốn điều đó. Thì chú cũng cố gắng, hay chú cũng mong muốn rằng là con cũng hết sức cố gắng, nha, cố gắng vượt mọi sự trong gan, bước đường mà mình yêu thích nó. Tại vì mình yêu thích nó thì mình mới làm nha con nha. Chứ không yêu thích là không thể nào làm được. Không giống như bạn đây. Giống như bạn đây nè, sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho con. Tất nhiên là bạn sẽ vững chãi trong cái chặng đường đã làm trước rồi.
thì sẽ truyền tải lại những cái vấn đề gì trong cái khó khăn, rồi trong cái dễ để mà mình hoạt động trong cái con đường mà buôn bán sữa da côn này, để cho công ty có một cái vấn đề kiến nghị về bản thân mình nữa, đúng không? Sau này người ta còn khen thưởng mình có thể là có những chuyến bay đi nước ngoài là cho mình đi du lịch thì sao? Dạ, không? Dạ không có chứ. Ừ, có chứ. Cho nên là chú cũng thôi, cũng là cái điều mà các con quý mến cho chú, cho nên là mới ghé lại đây chia tay chú và giới thiệu bạn, thì chú cảm ơn con nhiều nha. Rồi chú chúc con sức khỏe tốt, đi đứng khác và hoặc là về hậu cứ, còn con mới là về làm sao cố gắng đi qua đi lại ha. Chắc chú cháu mình cười vui rồi nha, chú chúc rồi các con vui vẻ. Cảm ơn chú Đỗ, cô Trần, chú Đỗ. Rồi nha. Rồi. Rồi bye bye nha.